Đây mình sẽ xin review lại các mẫu hình con chuột cho các bạn xem. Thì ở đây mình chỉ review cho các bạn xem về những cái mẫu hình con chuột thôi nha. Còn về những cách bơm như thế nào thì các bạn có thể xem là những cái video trước của mình á, mà mình có hướng dẫn cho các bạn cách bơm, cách vá và những cái điều lưu ý khi bán hàng bóng bạc á. Thì nói tới nói lui thì các hàng bóng bạc thì nó có những cái lưu ý về những cách bơm như vậy các bạn. Thì các bạn có thể xem lại những cái video trước của mình mà để biết được cách bơm, cách nào bơm nhanh nhất và hiệu quả nhất. Rồi ok các bạn. Thì đây, tức đây là cái mẫu, đây là một cái mẫu hình con chuột. Hình con chuột này là hình con chuột Mickey nè các bạn, Mickey á. Là cái này là nó chỉ cái đầu con chuột thôi các bạn. Cái đầu hình con chuột thôi. Đây, đầu hình con chuột. Đây các bạn xem kỹ nha. Thì á, cái cách bơm thì các bạn xem là những cách bơm trước của mình mà để xem là những cách bơm nó nhanh nhất á. Thì đây mình chỉ review cho các bạn xem thôi. Cái này có thể áp dụng bơm bay hoặc có thể là bơm cây á. Thì ở đây mình có làm sẵn, mình có review sẵn rồi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem chi tiết nè. Đó, xem chi tiết về cái hình ảnh này. Đó các bạn thấy không? Nè, sản phẩm nó cũng rất là đẹp. Vì mẫu con chuột thì mình sẽ review tất cả những mẫu con chuột các bạn xem. Đó, sản phẩm rất là đẹp nè. Đó, nó có hai mặt. Đó các bạn xem. Ở đây mình sẽ bơm cây cho các bạn xem nha. Rồi, đây là mẫu thứ nhất nha các bạn. Hình đầu con chuột, hình con mèo Mickey, con chuột Mickey. Thì những cái kích thước của sản phẩm này như thế nào thì các bạn có thể cập nhật trên website, các bạn sẽ thấy được kích thước của sản phẩm này nha. Rồi để cho các bạn hình dung được sản phẩm có kích thước như thế nào thì các bạn có thể cảm thấy có lấy được bán về thì lấy về bán. Rồi, mẫu thứ nhất. Mẫu thứ hai các bạn, mẫu thứ hai là mẫu con chuột nhũ. Đây các bạn, mình cho các bạn xem chi tiết nè. Chuột này cũng đẹp các bạn, đẹp lắm. Đẹp. Các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp, mẫu mã rất là đẹp, rất là dễ thương. Đây nó có cái đuôi nè. À quên nữa, con chuột nó có hai loại, hai mẫu các bạn, nó cùng một mẫu nhưng mà nó có hai loại. Một loại có đuôi, một loại có đuôi và một loại không có đuôi nha các bạn. Một loại có đuôi và một loại không có đuôi. Thì các bạn xem đi rồi mình sẽ cho các bạn xem cái mẫu không có đuôi. Đó. Cái mẫu không có đuôi nè các bạn. Không có đuôi thì nó cũng giống na ná nha các bạn. Đây các bạn nhìn hai mẫu nè. Nhìn hai màu nha. Nè, nó cũng giống với hệt nhau thôi. Y hệt nhau luôn nhưng mà có cái là cái này nó không có đuôi nè. Các bạn nhìn thấy cái đuôi không? Cái đuôi nó dính liền nhau nè. Cái đuôi dính liền nè, còn cái đuôi này đuôi dài. Đây, các bạn xem đuôi dài. Đó, cái đuôi là đuôi dài nha các bạn. Thì mình cũng có bơm sẵn hai cái mẫu đó để cho các bạn xem, để cho các bạn dễ hình dung hơn. Tại vì khi mình review những cái sản phẩm như vậy thì các bạn không hình dung ra được. Thì ở đây mình sẽ có sẵn nè. Đây, cái mẫu này mẫu có đuôi nè các bạn. Đuôi nè. Đó, hình dáng của khi con chuột chúng ta bơm lên cụ thể nè. Đó. Rồi, bên đây các bạn xem. Các bạn thấy không? Mẫu mã nó cũng dễ thương, rất là đẹp. Ở đây không gian hơi nhỏ quá, mình không có review chi tiết được các bạn. Mình chỉ để như vậy để cho các bạn tham khảo thôi. Đó, đây, cái mẫu con chuột nè, hai loại nè. Cái mẫu này mẫu không có đuôi nè, mẫu nào có đuôi nha các bạn. Đó, các bạn xem cái mẫu nào đẹp á thì các bạn có thể lấy về bán. Đó, cái mẫu này mẫu không có đuôi nè. Thì cái hình hài của nó và cái đuổi nó giống như hệt nhau luôn. Màu sắc nó cũng tương tự na ná nha các bạn. Nhưng mà khác nhau về cái đuôi thôi. Đó, khác nhau về cái đuôi thôi. Các bạn xem kỹ đi. Đó, về cái đuôi thôi. Rồi. Cái mẫu này mẫu thứ hai các bạn. Cái mẫu thứ ba mình cũng review cho các bạn xem là cái mẫu này. Đây là con chuột nhỏ các bạn. Chuột nhỏ. Đây, chuột nhỏ cái hình hài đó nè. Các bạn xem cái hình hài trước đi rồi mình sẽ cho các bạn xem về cái hình dáng khi bơm lên. Đó, nó vậy đó. Các bạn thấy không? Hình hài nó vậy đó. Cái đầu nó gì nè. Các bạn thấy không? Nói chung nó cũng đẹp. Thì những mẫu nào có thì ở ngoài thị trường thì mình sẽ cập nhật hết cho các bạn xem. Đó. Cho các bạn dễ hình dung mà các bạn khỏi mất thời gian để khi đi đến cửa hàng đồ chơi mà lấy. Đó. Thì con này mình cũng có sẵn nè. Đây, mình đã bơm sẵn cho các bạn xem. Đó, hình dáng khi chúng ta bơm nè. Đó, các bạn xem. Các bạn thấy không? Mẫu mã cũng đẹp, dễ thương. Đó, cái đầu nè. Đó, đây cho các bạn hình cụ thể nè. Đó chưa? Hai mắt. Rồi. Đó, cái này thì nó có cái túm như này thôi các bạn, cái này thì phù hợp cho bán bay hơn. Rồi. Cái mẫu tiếp theo cho mình cũng review cho các bạn xem, nó là cái mẫu con chuột ác. Con chuột ác các bạn. Con chuột ác thì nó có hai màu nha các bạn. Đây, chuột ác là con chuột này. Đây các bạn. Đây, nó hình hài nó như thế này đây, mình cho các bạn xem nè. Đó. Nó có màu đỏ nè. Nó nguyên hình con chuột luôn, trên cái mặt có gâu các bạn. Đây, mình cho các bạn xem nè. Đó, này nó có hai màu. Màu hồng và màu đỏ. Đó, các bạn xem, màu hồng và màu đỏ nha. Cái này màu hồng nè. Đó, cái này màu đỏ. Rồi, mình sẽ cho các bạn xem về chi tiết về cái sản phẩm khi bơm, hình hài khi bơm lên nè. Đó, hình hài sản phẩm bơm lên nè các bạn. Cái mặt con chuột nè.
Bạn thấy không? Dễ thương. Chung là mẫu này rất là đẹp các bạn, đẹp lắm, dễ thương lắm. Rất là dễ chơi. Đây, màu đỏ đây. Màu đỏ đây các bạn thấy không? Màu mã cũng dễ thương nè. Đấy, các bạn nhìn nè. Đó. Hai màu nha, mẫu này có hai màu nha các bạn. Thì kích thước của sản phẩm này thì các bạn lên cập những website các bạn biết được kích thước nha. Ở đây mình không có đo kích thước cho các bạn xem đâu, đo kích thước thì mất thời gian các bạn xem lắm. Mình ra gì mình chỉ review cho các bạn xem những mẫu mã thôi để tiết kiệm thời gian cho các bạn xem. Rồi. Cái mẫu tiếp theo đó là con chuột. Con chuột thường. Chuột thường là chuột này các bạn. Đây, chuột thường là chuột này. Nó cũng giống như con chuột nhũ của mình đó các bạn. Đây nó cũng là ná giống con chuột này các bạn. Nó ná ná giống con chuột này nha. Nó giống con chuột này. Nhìn nó có đuôi nè, con chuột có đuôi nè. Đó. Nhưng mà có cái là cái màu sắc nó khác các bạn. Cái màu này màu vàng bóng, còn cái này màu hồng, nói chung là nó cái màu sắc nó màu thường thôi. Đó. Thì nó cũng có đuôi nè. Thì cái sản phẩm này nó cũng có hai màu. Đây các bạn, màu hồng và màu vàng. Màu hồng và màu vàng các bạn. Đó, này là con chuột thường, nó cũng ra ná con chuột nhũ thôi. Các bạn xem nha. Sản phẩm này có đuôi hết các bạn, có đuôi hết. Các bạn xem đi rồi mình cho các bạn xem về cái hình hài khi chúng ta bơm. Rồi. Mình sẽ cho các bạn xem về cái hình hài khi chúng ta bơm nha. Đây các bạn, đây cái hình hài đây. Đây con chuột thường nè. Nói chung nó cũng đẹp các bạn, đầu nè. Rất là đẹp. Các bạn nhìn nè, mình chỉ để gì cho các bạn nhìn để cho các bạn dễ thấy thôi. Chứ xa hơn nữa thì mình không để được. Tại vì không gian nó nhỏ quá. Khung hình nhỏ quá các bạn, nên mình không thể nào làm cho to lên được. Đó. Rồi, con chuột màu vàng nè. Bạn thấy không? Gì các bạn cũng thể hình dung ra được rồi. Nó nhìn thấy gì là cũng hình dung rồi. Để tiết kiệm thời gian của các bạn, đỡ các bạn khỏi đi đến cửa hàng đồ chơi các bạn xem. Các bạn xem trực tiếp gì thì nói chung là nó cụ thể rồi. Gì nó quá cụ thể rồi. Tóm lại thì con chuột của mình thì hiện tại nó về được 6 mẫu gì đó các bạn. Thứ nhất là mẫu con cái đầu con chuột. Cái đầu con chuột thì nó có một màu ha. Cái đầu con chuột. Cái thứ hai là cái đầu con chuột nè. Cái thứ hai là con chuột nhũ. Con chuột nhũ nó có hai loại các bạn. Một là loại có đuôi và loại không có đuôi. Cái thứ ba là con chuột thường. Con chuột nhỏ, cái này là con chuột nhỏ, nó chỉ có một màu thôi, màu vàng thôi các bạn. Màu vàng thôi. Rồi. Thứ ba phải không? Thứ tư là con chuột ác. Con chuột ác nó có hai màu. Màu đỏ và màu hồng nè. Đó. Rồi, tiếp theo là con chuột thường. Con chuột thường nó cũng có hai màu, và màu hồng và màu vàng. Đó, mình đếm là một mẫu nè, hai mẫu nè, ba mẫu, bốn mẫu, năm mẫu. Năm mẫu con chuột các bạn. Rồi, thì mình hiện tại mình đã review cho các bạn xem chi tiết cũng như là cái hình dáng của các mẫu con chuột mà bằng cái sản phẩm là bong bóng bạc cho các bạn xem rồi. Thì các bạn có thêm xem là những sản phẩm nào đẹp thì các bạn có thể cập nhật lại mà về bán nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video.